được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Sống Ăn Vui. Quý vị thân mến, khi nói đến chất độc, một số chúng được sản sinh bên trong cơ thể chúng ta, trong khi một số chất khác xâm nhập từ bên ngoài thông qua việc ăn uống như ăn đồ kém vệ sinh, tiếp xúc với khói bụi, hóa chất. Nếu để lâu, các độc tố này tích tụ càng nhiều trong cơ thể và nếu nó bùng phát ra sẽ khiến cơ thể nhiễm độc trầm trọng. Khi đó không loại trừ khả năng cao bạn sẽ dễ bị bệnh, thậm chí là bệnh ung thư. Để giúp bạn kiểm soát được tình hình sức khỏe của mình, Sống Ăn Vui sẽ giúp bạn nhận biết cơ thể mình đang bị nhiễm độc thông qua một số triệu chứng sau đây, đồng thời cũng giới thiệu với các bạn cách giải độc và thanh lọc cơ thể an toàn và hiệu quả nhất. Mời quý vị cùng đón xem. Trước tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu độc tố đến từ đâu. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cơ thể bạn bị nhiễm độc, đó là 1. Độc tố đến từ môi trường. Nơi nào có các nhà máy công nghiệp, nơi có nhiều xe ô tô, tình trạng nước và không khí bị ô nhiễm, phóng xạ, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ thì nơi đó sẽ có nhiều độc tố. Bạn cũng có thể tìm thấy các chất độc này trong các sản phẩm thuốc xịt tóc, nước hoa và mỹ phẩm trên kệ trang điểm của mình. 2. Độc tố đến từ lối sống. Hiện nay với lối sống hiện đại, chúng ta thường bận bịu nhiều công việc nên thường dùng thức ăn chế biến sẵn, nước đóng chai. Loại độc tố này thường đến từ các hóa chất mà chúng ta đã đưa vào cơ thể như đường, thuốc điều trị theo toa, thực phẩm chế biến sẵn, rượu, caffeine và thuốc lá. 3. Phản ứng trao đổi chất. Cơ thể chúng ta có những cơ chế để phân hủy các protein, đường và chất béo sau khi đã hấp thụ. Tuy nhiên, các quá trình này cũng tạo ra một lượng chất thải độc hại đáng kể. Bên cạnh đó, khi chế độ ăn của bạn không chứa đủ dinh dưỡng, chất độc cũng sẽ tích tụ trong cơ thể. 4. Vi khuẩn đường ruột. Vi khuẩn đường ruột có hai loại là vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại. Với tỷ lệ chuẩn là 85% vi khuẩn có lợi và 15% vi khuẩn gây hại là sự cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động bình thường và ổn định. Thế nhưng, khi các vi khuẩn đường ruột có hại phát triển quá mức sẽ sản sinh ra độc tố và độc tố này sẽ xâm nhập vào máu dẫn đến rất nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau. 5. Độc tố cảm xúc. Khoa học đã chứng minh rằng những cảm xúc tiêu cực gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta. Hiện nay, hiếm có người có đời sống tình cảm tốt bởi xã hội phức tạp ngày nay khiến chúng ta lo âu, căng thẳng, tức giận, nghi ngờ, có thể ảnh hưởng đến cả hệ thống thần kinh và nội tiết tố, từ đó ảnh hưởng đến cơ thể của bạn. Tức giận hại tim, lo lắng hại dạ dày, buồn rầu hại phổi, căng thẳng hại gan và sợ hãi hại thận. Sau đây là 12 dấu hiệu cho biết cơ thể của bạn bị nhiễm độc. 1. Táo bón. Dạ dày và ruột được giao nhiệm vụ tiêu hóa thức ăn cũng phải đối mặt với các chất độc này. Khi ăn thực phẩm, chúng ta đã vô tình tiêu thụ rất nhiều hóa chất đi kèm trong đó, chẳng hạn như chất bảo quản, chất tạo màu và hương liệu hóa học. Sự tích tụ độc tố có thể dẫn đến đau dạ dày và táo bón. Bạn nên ăn các loại thực phẩm hữu cơ, uống nhiều nước và hạn chế các loại đồ uống có cồn. Như thế sẽ giúp ích rất nhiều trong việc bảo vệ cơ thể của bạn. 2. Mắc chứng sương mù não. Hội chứng sương mù não Brain Fog thực chất là một tình trạng bệnh gây ra bởi một loạt các vấn đề về sức khỏe. Hội chứng này bao gồm các triệu chứng như khó tập trung, hay quên, đờ đẫn và đãng trí. Một trong số nguyên nhân phổ biến có thể gây ra hội chứng sương mù não là trạng thái lo âu. Lo âu có thể khiến bạn gặp nhiều triệu chứng của bệnh sương mù não, chẳng hạn như khó tập trung và khó suy nghĩ thông suốt. Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, bối rối và không thể tập trung ngay cả khi bạn đã ngủ ngon vào đêm hôm trước, có thể đây là dấu hiệu cảnh báo cơ thể của bạn bị nhiễm độc tố. Các độc tố này gây ra một loạt các phản ứng làm cạn kiệt các vitamin và khoáng chất thiết yếu mà cơ thể cần, khiến bạn dễ mắc phải chứng sương mù não. 3. Cơ thể bạn vẫn có mùi khó chịu dù đã sử dụng lăn khử mùi. Bạn không hiểu tại sao mình đã tắm và dùng lăn khử mùi vào buổi sáng, nhưng cơ thể bạn vẫn có mùi khó chịu. Bạn biết không, việc cơ thể bị nhiễm các độc tố gây hại có thể gây nên mùi cơ thể.
những chất độc này có trong thức ăn khi cơ thể của bạn tiêu hóa sẽ tạo ra khí có mùi hôi. Chúng sẽ thoát ra khỏi lỗ chân lông và tạo nên mùi cơ thể khó chịu, gần tương đương với mùi bạn xì hơi. 4. Đau nhức xương khớp và cơ bắp. Nếu bạn không làm việc gì nặng nhọc nhưng vẫn bị đau cơ và xương khớp, điều này có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể của bạn đang tích tụ quá nhiều độc tố. Các độc tố có tác dụng ngay lập tức đối với cơ bắp vì chúng thường đến từ thức ăn bạn đã tiêu thụ trong ngày. Nếu bạn bị chuột rút hoặc đau cơ bắp mà không giải thích được, hãy ghi lại vì bạn có thể tìm ra được các loại thực phẩm gây nên tình trạng này. Theo các nhà khoa học, đau nhức toàn thân là một chứng bệnh thần kinh phổ biến gây tình trạng đau yếu trên khắp cơ thể. Tình trạng đau nhức cơ và xương khớp có thể là biểu hiện của tình trạng viêm không kiểm soát. Do đó, nếu không thể tìm ra nguyên nhân gây viêm, bạn nên nghĩ đến cơ thể của bạn đang tích tụ quá nhiều độc tố và thử thanh lọc cơ thể. 5. Gặp vấn đề về da. Da là cơ quan lớn nhất trong cơ thể chúng ta và chúng thường xuyên bị nhiễm độc. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sử dụng các sản phẩm như dầu gội, dầu xả, xà phòng và kem dưỡng da cũng có thể chứa các hóa chất độc hại. Việc làn da phải tiếp xúc với nhiều hóa chất độc hại có thể dẫn đến các triệu chứng như mụn trứng cá, phát ban và bệnh chàm. Bên cạnh đó, gan chịu trách nhiệm loại bỏ hầu hết các chất độc ra khỏi cơ thể. Khi có quá nhiều chất độc trong cơ thể, gan không thể xử lý hết và thường phải tống các chất độc này ra những cơ quan khác, đặc biệt là qua da. 6. Khó ngủ. Tình trạng mất ngủ có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vì vậy, nếu bạn càng ngày càng khó ngủ, hãy cân nhắc đến việc thanh lọc cơ thể. Thực tế, sự tích tụ độc tố không chỉ khiến bạn cảm thấy kiệt sức mà còn làm cho bạn cảm thấy khó ngủ, từ đó làm trầm trọng hơn tình trạng của bạn. Việc cơ thể tích tụ một lượng lớn chất độc có thể khiến nồng độ hormone cortisol trong cơ thể được tiết ra, đặc biệt vào buổi tối, để kiểm soát căng thẳng bị thay đổi. Khi có sự mất cân bằng, nồng độ cortisol vào buổi tối sẽ tăng cao. Bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và tỉnh táo hơn vào buổi tối. Đây là nguyên nhân ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. 7. Khó giảm cân. Mặc dù đã cố gắng luyện tập chăm chỉ, bạn vẫn không thể giảm được cân mà cây kim trên bàn cân có xu hướng chạy sang bên phải xa hơn. Điều này có thể là dấu hiệu cho thấy nồng độ hormone trong cơ thể bạn đang bị rối loạn. Các độc tố có thể tác động xấu đến nồng độ của một số hormone trong cơ thể, bao gồm cả những hormone chịu trách nhiệm duy trì cân nặng. Thêm vào đó, do một số loại thực phẩm bạn ăn hàng ngày nhiễm độc tố có trong thuốc trừ sâu và dioxin là lipophilic, có thể khiến cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào mỡ hơn để lưu trữ nhiều độc tố trong đó. Điều này khiến bạn không thể giảm cân, trừ khi loại bỏ các độc tố này ra khỏi cơ thể. Bạn nên chuyển sang chế độ ăn uống thực phẩm hữu cơ lành mạnh và thử các biện pháp thanh lọc cơ thể, như vậy sẽ rất có ích trong việc kiểm soát cân nặng của bạn. Và sau một thời gian áp dụng, bạn sẽ thấy tình hình cải thiện lên rất nhiều. 8. Hơi thở có mùi. Hôi miệng thường là triệu chứng của các vấn đề tiêu hóa. Tình trạng hôi miệng xảy ra khi hệ thống tiêu hóa của bạn phải vật lộn để có thể tiêu hóa hết những gì bạn tiêu thụ. Tuy nhiên, những vấn đề về tiêu hóa cũng có thể xảy ra khi gan phải hoạt động trong tình trạng quá tải để làm sạch những độc tố đã tích tụ trong cơ thể bạn. Việc loại bỏ các độc tố này là cách duy nhất giúp bạn giải quyết tình trạng hơi thở có mùi. 9. Móng chân dễ gãy và trông xấu xí. Khi cơ thể của bạn có nhiều độc tố, móng chân, móng tay của bạn sẽ trở thành môi trường thuận lợi để cho nấm và vi khuẩn cư trú và phát triển, khiến móng chân và tay trở nên yếu, dễ gãy hoặc sần sùi trông xấu xí. Bạn thường mang giày cao, lúc này trọng lực được dồn hết xuống đôi chân. Trọng lực là nguyên nhân góp phần kéo chất độc xuống phần dưới cơ thể, và móng chân có thể là nơi phải chịu đựng hết mọi thứ. Các độc tố tập trung nhiều ở móng chân, tạo nên một điều kiện tốt nữa để nấm ở khu vực này phát triển. Trên thị trường cũng có khá nhiều sản phẩm dược phẩm giúp khắc phục tình trạng nấm móng chân. Tuy nhiên, các phương pháp thanh thải chất độc từ bên trong thường là cách triệt để nhất để giải quyết tình trạng này. 10. Tóc rụng nhiều.
bạn đừng xem nhẹ việc bị rụng tóc. Rụng tóc không phải là triệu chứng của các tình trạng nhiễm độc do các độc tố tích tụ hàng ngày. Đây thường là dấu hiệu của nhiễm độc các kim loại nặng như arsen, chì và kali được tìm thấy trong khói thuốc lá. Tình trạng nhiễm độc các kim loại này có thể dẫn đến chết người nếu không được điều trị kịp thời. 11. Suy nghĩ đình trệ và mệt mỏi. Chất độc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến não, đặc biệt là những chất có trong bột ngọt MSG hoặc đường hóa học aspartam. Nếu bạn liên tục cảm thấy đờ đẫn vào ban ngày mà không có lý do cụ thể nào, thì nguy cơ cao đây là dấu hiệu cảnh báo cơ thể của bạn đang bị nhiễm độc. Cả aspartam và MSG đều có khả năng tiêu diệt tế bào não và ngăn chặn quá trình oxy hóa của não. Ngoài ra, các loại độc tố này có thể gây đau đầu dai dẳng. Bột ngọt thường có trong thực phẩm chế biến sẵn, trong khi aspartam được tìm thấy trong các đồ uống có đường, kẹo cao su và kem đánh răng. Bạn nên hạn chế sử dụng các chất này trong chế độ ăn của mình. Thêm vào đó, khi cơ thể bạn có một lượng độc tố dư thừa, nó sẽ tạo nhiều áp lực lên tuyến thượng thận của bạn. Việc tích tụ độc tố quá nhiều có thể khiến tuyến thượng thận của bạn phải làm việc quá mức, dẫn đến tình trạng kiệt sức. Hơn nữa, một số độc tố như caffeine thực sự có ảnh hưởng xấu đến chức năng của tuyến thượng thận vì chúng buộc cơ thể của bạn phải tỉnh táo để vật lộn và loại bỏ độc tố. 12. Tâm trạng thay đổi thất thường. Tâm trạng con người bị rất nhiều yếu tố chi phối, do đó thay đổi tâm trạng là hiện tượng xảy ra rất thường xuyên. Tuy nhiên, đôi khi cũng cần lưu ý, nếu tâm trạng lên xuống thất thường, lúc thì vui quá đà, lúc thì buồn vô cớ, thì đây là dấu hiệu cho thấy bạn bị mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể. Các độc tố như estrogen gây mất cân bằng nội tiết tố có thể ảnh hưởng đến cả hai giới. Estrogen là hỗn hợp các hormone hoạt động như estrogen trong cơ thể. Estrogen thường được tìm thấy trong các hợp chất công nghiệp như phthalates, BPA và PCB. Bạn nên tránh sử dụng nhựa, đặc biệt là các dụng cụ trong nhà bếp, vì chúng có thể làm giảm nồng độ estrogen trong cơ thể. Vậy làm cách nào để giải độc? Quý vị thân mến, sau khi tìm hiểu về nguồn gốc phát sinh các loại độc tố cùng những biểu hiện cụ thể của chúng lên cơ thể của chúng ta, thì chắc hẳn nhiều khán giả đã nhận ra mình có những triệu chứng tương tự. Và nếu như vậy, quý vị nên cân nhắc đến việc thanh lọc cơ thể. Mặc dù có rất nhiều phương pháp thanh lọc cơ thể phức tạp hơn, nhưng việc thay đổi lối sống có thể là phương pháp đơn giản nhất để giải độc. Đó chính là quý vị có thể thực hiện những việc sau đây. 1. Bạn nên uống nhiều nước. Nước giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể bạn. 2. Cần hạn chế uống các thức uống có cồn, vì enzyme gan chuyển hóa rượu thành acetaldehyde, một chất độc gây ung thư. 3. Thải các độc tố có thể tàn phá gan. Để giữ cho gan khỏe mạnh, hay uống trà hoa cúc. Bạn cũng có thể thêm rau mùi tây và kế sữa, Mutis vào chế độ ăn. 3. Hãy cố gắng đảm bảo giấc ngủ đầy đủ và chất lượng mỗi ngày. Việc ngủ ngon và đủ giấc cho phép bộ não của bạn tự tổ chức và nạp lại năng lượng, cũng như loại bỏ các sản phẩm phụ độc hại đã tích lũy trong suốt cả ngày. 4. Tập yoga. Việc chăm chỉ tập luyện yoga giúp cải thiện các lưu thông trong cơ thể và giúp loại bỏ độc tố. 5. Thường xuyên đánh răng vào buổi tối sau bữa ăn và đừng quên sử dụng thêm cả dụng cụ cạo lưỡi. Khi bạn ngủ, hệ thống tiêu hóa vẫn luôn hoạt động. Ngoài chức năng hấp thụ, hệ thống tiêu hóa cũng có nhiệm vụ loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể và lưỡi là nơi được chọn để gửi gắm những độc tố đó. Nếu như chúng ta không loại bỏ độc tố, nấm có hại bám trên bề mặt lưỡi, chính chúng ta sẽ vô tình hấp thụ lại vào cơ thể qua đường ăn uống. Hậu quả thường thấy là những căn bệnh liên quan đến hô hấp, rối loạn tiêu hóa hay suy giảm hệ thống miễn dịch. 6. Ăn các loại thực phẩm sạch, nguyên chất và hữu cơ. 7. Bạn nên hạn chế ăn đường và các sản phẩm đóng hộp. Việc tiêu thụ ít loại thực phẩm này giúp bảo vệ gan, cơ quan chính đảm nhiệm vai trò thải độc. 8. Hạn chế sử dụng quá nhiều muối. Việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể khiến cơ thể bạn giữ lại các chất độc có hại. Khi bạn ăn quá nhiều muối và không uống đủ nước, cơ thể của bạn sẽ tiết ra một loại hormone chống bài niệu
ngăn bạn đi tiểu, từ đó ngăn cản quá trình thải độc. 9. Thêm các sản phẩm sinh học vào chế độ ăn uống của bạn. Chế phẩm sinh học là những chế phẩm được điều chế, chiết xuất từ những thành phần nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên như rong rêu, tảo biển, tỏi, ớt. 10. Chỉ sử dụng các dòng mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên, không có mùi thơm và các độc tố khác. Mỹ phẩm tự nhiên chứa các thành phần có nguồn gốc từ tự nhiên, bao gồm chiết xuất hoa, quả, rau củ, thảo dược, cây cỏ, động vật có trong bơ, trứng, mật ong, sữa, nhau thai cừu, các chất trong ruột cá, hoặc khoáng chất như dầu khoáng, nước khoáng, than mỏ, thay vì thành phần hóa học tổng hợp được bảo chế từ phòng thí nghiệm. Hy vọng Sống Ăn Vui đã cung cấp cho quý vị những dấu hiệu nhận biết về cơ thể nhiễm độc. Nếu quý vị đang gặp phải những tình trạng nêu trên, hãy thử áp dụng các phương pháp mà chúng tôi đã gợi ý nhé. Mong quý vị sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.